diễn viên Hương Giang khoe dáng chuẩn bên bể bơi, thông báo tin vui. Diễn viên Hương Giang đăng loạt ảnh khi đi biển và thông báo sắp có con thứ hai. Diễn viên Hương Giang chia sẻ loạt ảnh đi biển kèm dòng trạng thái, mới hơn tháng trước còn đang được quẩy ngoài biển, giờ đã có đứa đang bơi trong bụng. Dòng trạng thái của nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng là lời xác nhận cô đang mang bầu em bé thứ hai. Trước đó Hương Giang than thở không sợ đẻ, chỉ sợ ngén nhận về vô số lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ. Sau đó vài ngày nữ diễn viên đăng bức ảnh trông vô cùng mệt mỏi, và thông báo dừng mọi cuộc chơi, mặc kệ sự đời. Việt Nam nét liên hệ với Hương Giang, nhưng quản lý của nữ diễn viên cho biết cô đang mệt nên không thể gặp gỡ truyền thông, hẹn phóng viên liên lạc sau. Tại sự kiện ra mắt phim mới vui lên nào anh em ơi, Hương Giang vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau hơn, một năm chia tay phim đừng làm mẹ cáo. Tròn hai năm sau khi chia tay đỉnh tú, bà mẹ một con mới đây công khai bạn trai mới và khá thoải mái chia sẻ những bức ảnh riêng tư trên trang cá nhân, thể hiện hạnh phúc ngập tràn. Tuy nhiên Hương Giang kiên quyết giấu mặt một nửa của mình, bất chấp rất nhiều lời đề nghị của bạn bè và fan. Hương Giang đang trong quá trình quay phim mới của đạo diễn Vũ Minh Trí bên cạnh Thái Sơn, Dương Anh Đức. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ ảnh hậu trường thời điểm chưa bị ốm nghén. Tạo hình vai ánh của diễn viên Hương Giang trong phim Vui lên nào anh em ơi, sẽ lên sóng VTV3 từ 8 trên 7, nối sóng chạm cứu hộ trái tim.